Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tài sản, nữ trang và các đồ vật có giá trị đều còn nguyên. Thi thể nạn nhân nằm ngay ngắn, hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn. Vậy, động cơ của tên sát nhân là gì? Hắn đã tước đoạt mạng sống của nạn nhân ra sao? Đó là những nghi vấn quan trọng thách thức các cán bộ điều tra công an tỉnh Cà Mau cùng vào cuộc để điều tra làm rõ. Nếu vùng đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là miền đất tận cùng phía nam của Tổ quốc, thì tỉnh Cà Mau được xem là vùng đất thuộc về cả cực Nam và cực Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vị thế đặc biệt này, Cà Mau luôn là điểm đến kỳ thú đối với nhiều người. Khi mảnh đất trẻ này đang vươn mình phát triển, thì cũng là lúc kéo theo nhiều loại tội phạm nghiêm trọng xuất hiện. Đặc biệt, một vụ án mạng kỳ lạ xảy ra vào giữa tháng 4 năm 2016 đã làm hoang mang dư luận nơi đây. Lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau ngay lập tức vào cuộc. Với đại úy Nguyễn Quốc Thống, vụ án mạng đặc biệt này cũng là phi vụ đáng nhớ nhất trong sự nghiệp phá án từ trước đến nay của anh. Là người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cà Mau, việc khoác lên mình bộ quân phục ngành công an để giữ gìn sự bình yên cho quê hương là ước mơ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng với tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, anh cùng đồng đội quyết tâm cùng tìm ra kẻ thủ ác đem lại sự bình yên cho quê hương. 13 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2016, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ. Hiện trường là một nhà trọ nhỏ thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Danh tính của nạn nhân được xác định rõ, nạn nhân là nữ giới tên Huỳnh Thanh Bẩn. Cô đến thuê trọ nhà bà nữ để ở khoảng 3 tháng trở lại đây. Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế nằm, cúp áo nạn nhân trong tình trạng gai lệch. Ngoài ra, không có dấu hiệu xô xát và không có chấn thương nặng. Từ chi tiết cúp áo xộc xệch, theo suy luận của cơ quan điều tra, rất có thể hung thủ là người có quan hệ tình cảm với bị hại. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, hắn đã ra tay sát hại nạn nhân. Thế nhưng, hắn là ai, ra tay sát hại nạn nhân với mục đích gì? Đó là những câu hỏi lớn được đặt ra với các cán bộ điều tra ngay lúc này. Vì địa điểm xảy ra án mạng là nhà trọ vắng người, nằm xa khu dân cư, nên việc tìm kiếm thông tin gặp khó khăn. Nhưng với phương châm, mỗi người dân là một trinh sát nằm vùng, nên ngay sau khi cuộc họp triển khai, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận quần chúng nhân dân để thu thập thông tin. Tại một vườn trái cây nằm trên trục lộ lớn, cách hiện trường vụ án khoảng 500m, một nguồn tin quan trọng được chị Hồ Thị Trinh, chủ vườn cung cấp. Sau thời điểm nghi xảy ra vụ án mạng, có một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi, cao tầm 1m7, chạy xe máy đến vườn trái cây tại đây với dấu hiệu đáng ngờ. Anh ta tỏ ra cảnh giác, dòm ngó xung quanh và nhanh chóng bỏ đi. Chị Trinh còn cho biết thêm, từ nơi xảy ra vụ án, để ra đường lộ lớn chỉ có một con đường độc đạo là đi qua đây. Lời kể của chị Trinh chính là một nguồn tin đặc biệt quan trọng không thể bỏ qua. Với linh cảm nghề nghiệp của các cán bộ điều tra, manh mối của vụ án đã dần được hé lộ. Khả năng cao sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ đã đi qua con đường có vựa trái cây của người phụ nữ này. Từ những thông tin có được về người đàn ông lạ theo lời kể của chị Hồ Thị Trinh, ban chuyên án đã triển khai cuộc họp khẩn khoanh vùng đối tượng nam có độ tuổi, vóc dáng giống như mô tả của nhân chứng. Cùng lúc đó, đại úy Nguyễn Quốc Thống đã nhận được một cuộc điện thoại từ bà Phan Thị Hạnh, một người dân địa phương. Từ lời kêu gọi vận động bà con tham gia tố giác tội phạm, bà Hạnh cũng cung cấp một thông tin quan trọng nghi có liên quan tới vụ án. Trinh sát ngay lập tức có mặt tại nhà bà Hạnh để tìm hiểu thêm thông tin. Bà Hạnh cho biết,
có một người đàn ông chạy xe vào nhà bà với thái độ hớt hải. Anh ta đưa cho bà một túi trái cây và xin gửi nhờ chiếc xe. Khi bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đàn ông lạ kia đã vội chạy đi và không thấy quay lại nữa. Đồng thời, bà Hạnh cũng đã cung cấp vật chứng quan trọng là chiếc xe máy để phục vụ cho công tác điều tra. Kết hợp giữa vật chứng quan trọng này với lời kể của chị Trinh, chủ vựa trái cây trước đó, cán bộ điều tra đã có được những suy luận chặt chẽ. Người mua trái cây đó và người gửi trái cây nhà bà Hạnh, cả hai chỉ là một. Qua công tác khoanh vùng sàng lọc kết hợp với những vật chứng, chứng cứ có được, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn số 1 lúc này không ai khác chính là Vũ Quang Hào, người tình của nạn nhân. Cũng chính là chủ nhân của chiếc xe máy mà hắn ta gửi lại nhà người dân. Chủ nhà trọ nơi nạn nhân tạm trú là bà Nguyễn Thị Nữ cũng đã xác nhận nạn nhân Huỳnh Thanh Mẫn sống khá khép kín. Thường ngày duy nhất chỉ có một người đàn ông tên Hào thường xuyên lui tới đây và xưng là chồng sắp cưới của nạn nhân. Diện mạo của người này hoàn toàn giống với người đàn ông trong lời khai của hai nhân chứng là chị Trinh và bà Hạnh trước đó. Thông tin này lại một lần nữa củng cố chặt chẽ lập luận của lực lượng điều tra về tên sát nhân này. Ngay sau khi xác định rõ được đối tượng là Vũ Quang Hào, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này đã được ban ra. Tuy nhiên, hắn ta cố tình lẩn trốn, gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt. Sau nhiều giờ truy lùng và đuổi bắt, cuối cùng kẻ thù ác đã bị tóm gọn. Sự thật về cái chết của nạn nhân xấu số Huỳnh Thanh Mẫn cũng đã được làm sáng tỏ qua lời khai của y. Phẫn nộ trước những lời xúc phạm từ người tình, Vũ Quang Hào đã không kiềm chế được cơn thú tính. Hắn đã dùng tay siết chặt cổ nạn nhân cho đến chết. Biết nạn nhân đã tắt thở, hắn liền sửa nạn nhân nằm với tư thế ngay ngắn như đang ngủ, dùng chăn phủ đắp lên để khỏi bị phát hiện, rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Vụ án cũng đã kết thúc, kẻ thù ác cũng đã sa vào lưới pháp luật, công lý đã được thực thi. Thế nhưng, nỗi buồn vẫn còn nặng trĩu trong tâm thức của đại úy Nguyễn Quốc Thống trước thực trạng tội phạm diễn ra hết sức manh động. Cụ thể, trong vụ án này, chỉ vì những mâu thuẫn về đồng tiền mà tên sát nhân Vũ Quang Hào đã tàn nhẫn ra tay sát hại chính người yêu của mình. Vụ án kép lại là một bài học cảnh giác cho người dân để suy ngẫm về ranh giới tình, tiền và các mối quan hệ tình cảm phức tạp. Một bài học đánh đổi bằng mạng người là niềm trăn trở lớn của cán bộ điều tra.